đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Cuộc sống vương dạ của con rể tương lai đại gia Minh Nhựa. Ít ai biết con rể tương lai của đại gia Minh Nhựa có xuất thân khá giả và cuộc sống vương dạ đến thế này. Chỉ cần lướt qua Instagram cũng đủ để thấy tâm nguyện. Con rể đại gia Minh Nhựa có xuất thân khá giả môn đăng hộ đối với gia đình đại gia Minh Nhựa. Sau thời gian dài ướp mở, Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, nickname John Phạm, 20 tuổi, con gái ruột của đại gia Minh Nhựa đã chính thức xác nhận sắp lên xe hoa cùng Tâm Nguyễn. Theo đó, cả hai đã yêu nhau khoảng thời gian dài và chia tay, cả hai đã quay lại và quyết định đi đến hôn nhân. Tâm Nguyễn thường xuyên check-in ở những nơi sang chảnh. Bộ sưu tập hàng hiệu cùng siêu xe của con rể đại gia Minh Nhựa gây chú ý. Ngay sau khi thông tin này được truyền thông đăng tải, gia thế của con rể tương lai đại gia Minh Nhựa cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Theo những gì được chia sẻ trên trang cá nhân, không khó để nhận thấy Tâm Nguyễn thường xuyên đi du lịch, sở hữu bộ sưu tập giày và quần áo hiệu khủng đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Điều đáng chú ý là chàng rể tương lai này có niềm đam mê siêu xe giống bố vợ tương lai Minh Nhựa. Anh chàng thường xuyên khoe bãi đổ xe của gia đình hoặc check-in bên những xế hộp tiền tỷ. Nhiều người không khỏi gật gù cho rằng Tâm Nguyễn cũng môn đăng hộ đối khi sở hữu tài sản không hề kém cạnh với nhạc phụ tương lai Minh Nhựa.